Xin chào anh em, nay là trận chung kết của giải Futsal phong trào thành phố Hồ Chí Minh và Lê Minh FC sẽ gặp lại với lại đội đã gặp ở vòng bảng hòa với tỷ số 3 đều, đó là đội Hòa Nhân and Friends. Đó, mọi người đang ở trong đây khởi động để chuẩn bị cho trận chung kết. Và năm ngoái Lê Minh cũng vào tới chung kết như thế này và thất bại trên chấm luân lưu và hạng nhì giải Futsal phong trào năm 2019, và đây năm 2020 là một lần nữa Lê Minh FC lại vào chung kết. Hy vọng là kỳ này sẽ gặt hái thành tích cao nhất tại giải. Ok, giờ thì cùng xem trận chung kết ngày hôm nay có ai sẽ thi đấu nha. Đó là nhân vật đầu tiên. Khoảng cách đó 2 Kim hai gia. Không sợ tóc. Rất là hay. À không sợ. Tóc của Si Gia. Cho môn Nguyễn Thanh Khoa. Nguyễn Minh Đức. Lỡ quả chìm vô. Lần. Yêu cầu 1-1, trước mặt không cho chiếm lực. 13. Thi cuối. 1-1, chạy đâu theo đó 1-1. Ta chìm vô em đọc lại. Ta cứ 2-2. Quân Đinh Tuấn Thân. Cho. Rồi cái thứ hai đó chán nói. Đây. Bóng tới Lê Minh FC. Lâu lên suốt đá cột 2. Phía kia là đánh vào nước là Lý Trung Hiếu. Người này. À. Trên đây là Quỳnh Minh Lai. Thì chúng ta thiếu Đinh Đức Thành. Đức Thành đang kẹt một giải đấu khác sẽ có mặt tán chúng mình là các bên ngoài hiệp chắc chắn. Chuyền về đường này, người này vẫn đang hỏi ý chị Đặng Chí Phật để chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận chung kết ngày hôm nay. Thầy nghe, anh khỏi máy chơi thôi, có gì mà chơi nha. Mấy anh em nè. Dịp điện trời, gọi qua nhé. Chung kết. Anh em cố gắng chơi đi tập thoải mái, đi tâm lý mà chiến thắng nha. Anh em cố gắng. Một, hai, ba, Lê Minh. Chúng mày ơi. Rồi, mình đã bắt đầu. Cố lên. Chung hiếu. Chị hai gia. Chị cưới. Chị đe. Cú dứt điểm hơi nhẹ. Cú sút của Lý Trung Hiếu. Sự cột dọc. Cậu trẻ vào. Mọi người rất hay. Một lần. Nguyễn Minh Đức. Cú sút. Thank you.
cơ hội cho Lê Minh FC trong pha đá phạt này. Tài Bèo dù có nhắc nhở gì đó với Kim Hà Giang, xem anh ấy sẽ đá pha đá phạt này như thế nào. À, một cú sút của Phi Củi, một cú đá ngang của Kim Hà Gia cho Phi Củi, nhưng bóng chạm vào Phi Củi và rớt ngay trên mặt bồi, không có bàn thắng cho Lê Minh FC. Nguy hiểm quá, thôi. Không sao. Đi hay ra. Đi xuân.
dài. Không có ai nhận bóng được trong tình huống vừa rồi. Phía cuối Trung Hiếu. Trung Thành nhìn ngay không thành công. Trung Hiếu điểm chân trái. Dứt điểm rất mạnh của Lý Trung Hiếu. Trung Thành lấy được bóng rồi. Một cú dứt điểm của Đinh Trung Thành. Đúng người thủ môn. Rất tiếc đi hơi thấp trong tình huống vừa rồi. Chị Hai Gia một cú cối, cú sút của Lý Trung Hiếu bóng vẫn đi chờ cột dọc. Cú sút chệch cột dọc. Cú sút nãy giờ của Minetti có vẻ đi hơi thiếu chính xác. Lý Trung Hiếu cú dứt điểm. Lý Trung Hiếu bóng lại đi ra sâu. Đoạn phòng ngự vẫn rất tốt. Mẹ Lê Minh sẽ chuẩn bị đá năm cầu. Trung Thái đang nghe. Wow, pha phối hợp rất tốt giữa Nguyễn Minh Đức và Ngọc Lâm. Đội trẻ đã ghi bàn. Rất hay. 3-1. Xanh rồi. Nhưng hai giờ để đứng phân. Cú cưỡi. Nhưng hai giờ để đứng phân. Thân. Đi lại.
Kết quả hạng nhì anh em ơi, nói chung là kết quả đó cũng ok trong với những cái dàn đội hình đó, những cầu thủ trẻ và sự thiếu vắng của một số trụ cột của trận chung kết. Ok, thì anh em thấy để mình đã hay thì nhớ cho mình một like và đừng quên subscribe.
mình để mình còn làm những cái video clip khác up cho anh em xem. Rồi, Phạm Thông Thi, xin chào, gặp lại.